Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tú Mập TV. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thì hôm nay mình anh hộ nhận về hai bé nâu và bé bóp để anh hộ nuôi. Thì mời các em bé ra khỏi khu vực của cái chuồng của người ta. Qua chỗ bên kia kìa Nam. Vô trường, cái nào vô trường, cái bóp vô trường sao nãy giờ sao hả sao khóc sao rồi như vậy. Em nè, nói giờ mình bỏ anh xe mình chở hai bé đi. Bé bye các con. Do chiếc xe của anh hộ là du lịch nên cái đường mình khó ra lắm. Nó cho gửi cho hai bé là nó ăn. Lát trên đường về có đói ăn nha con. Không đi ở ngoài Vũng Tàu tới giờ này mới tới. Để mình gồng hết khả năng coi. Hai chục đứa đi. Quá dữ. Quá nặng. Rồi, ra ngoài đầu hẻm cả nhà ơi. Tối quá.
gặp trời trứng mưa nữa, mới có 5 giờ mà trời trứng mưa nữa. Bye bye anh em đi con. Nó bình thường thì cự cãi nhau á, tới giờ chia ly rồi khóc lóc cùng sùm á nha. Tối ngày thì dành ăn, dành ăn cự cãi tới giờ chia ly thì khóc lóc um sùm. Thôi tạm dừng khúc này nha, mình chớp mang cái. Đây đây đây, chủ nhân của hai chú cún đây. Búp búp. Đi đi. Rồi rồi. Rồi anh mở, bẩn cho lên luôn đi. Thôi về nha. Về với cha nha, cha có nhà rồi. Cha mới sắm hai biệt thự rồi hả? Mới sắm hai biệt thự rồi. Ngon lành, bữa nào cha lên. Gì đây, đồ ăn nữa hả? Đem theo dự trữ, coi sợ cha lo mấy em mốt không có lo cho mấy hai đứa. Nó con. Con này quên rồi. Thì hổm của cha vậy đó, cũng 2-3 tháng sau rồi nó mới búp búp chắc nhớ. Coi chừng á, không biết có nhớ không á. Búp búp nhớ. Không, chừng không nhớ đó. Để em gỡ cái dây ra. Ở đây cái. Dây hồi chặt. No 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 no. Búp búp. Rồi hai tay mới nha, hai người hôm bữa nào lên cha trở lên thăm gia đình nha. Ừ. Rồi bóp bóp cái bẩn trở lên đi vô đây. Rồi hai người khiêng vô mới nổi đó chứ nãy gồng lên xỉu luôn á. Sợ hả? À, sợ 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 thì cầm cầm dưới đây nè. Lên đó. Chị vui vẻ rồi con. Chị nha, cảm ơn nhiều nha. Bye bye nha. Âm tính hai mũi rồi, mới test âm tính xong. Thì cũng là cũng nhờ vừa rồi cũng cuộc sống nó thay đổi, cũng bận rộn đó. Thì khó khăn. Cũng nhờ tính giúp đỡ thì rất là cảm ơn chứ không phải mấy đứa nhỏ này không biết đi đâu về đâu luôn. Đó, thấy tội không, bây giờ là về nhà rứa nha, về Vũng Tàu nha. Ở đây vài bữa cha khá cha ra Vũng Tàu cha kiếm con đó. Rồi sáng mấy ông có ông mối ổng kêu lên tới ngã ba An Lạc kêu đi bứng mai cái chạy có kẹt có hẹn rồi không có đi được. Em lấy túi quà thức ăn ở trên xuống nãy cũng mua để cho lì xì cho đàn chó bên trong, cái này có chút này để lì xì cho đàn chó. Rồi rồi cảm ơn anh. Rồi. Cảm ơn. Không phải bên ngoài đâu, bên trong á. Bên ngoài. Coi chừng rớt. Rồi. Đây là quà của ông anh. Đi Vũng Tàu nha. Rồi. Cũng gửi cho mấy đứa cuốn lại. May mắn. Bây giờ mấy đứa này nó ăn toàn thức ăn này không à. Em bật cái kia lên. Được rồi, thôi xin dừng video tại đây cả nhà. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Rồi xin chào.